Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn phương pháp cái chỉ để chữa cho bệnh nhân liệt dây khi số 7 ngoại biên mà bị một con nhỏ bị một lần, bây giờ là bị lần 2. Thả lỏng rồi nhá. Chúng ta cái chỉ chúng ta cố gắng này. Chúng ta dùng ít huyệt thôi. Chúng ta dùng hợp cốc bên đối diện. Hít sâu nào. Rồi thả lỏng rồi nè. Trên mắt thì dù châm cứu chúng ta dùng thi trúc câu. Hoa cúc bị vậy chứ? Hoa cúc là về rồi, bạn ấy đặt tiền rồi à? Bạn ấy ở dưới bến xe nước ngầm đúng không? Còn yêu không xuyên theo đồng tiểu lưu, nhưng đây là cái chỉ chúng ta không công xuyên như vậy được đâu. Rồi. Ta dùng đồng tiểu lưu. Hít sâu nào. Trên mặt thì chúng ta dùng bông để giữ lâu lâu một chút. Chuẩn bị hai con khô thì giữ huyệt này và giữ huyệt kia. Châm cứu thì chúng ta dùng quyền lưu bên đối diện này. Một cái chỉ chúng ta để hạn chế tình trạng đau, chúng ta chỉ cần cấy huyệt nghinh hương là được. Hít sâu nào. Giữ lâu rồi nhé. Khoảng tầm 10 đến 20 giây. Phong chỉ. Hít sâu nào. Trên mặt là liên quan đến thẩm mỹ, chúng ta làm cẩn thận một chút. Sạch sẽ. Địa thương. Hít sâu này. Khi bạn hít sâu này thì bệnh nhân sẽ không bị đau nhiều. Các huyệt đạo mở ra, cơ mở ra. Châm rất là dễ. Chúng ta dùng kỹ khoảng tầm 2.5 cm là đẹp. Để giáp xa này. Giáp xa để cho chính xác thì chúng ta bảo bệnh nhân là cắn răng hàm với nhau. Cắn răng hàm này. Nhả. Cắn. Thôi. Thả lỏng nhẹ. Để hít sâu rồi. Rồi trên mặt là xong rồi. Chứ chỉ đau hơn trong ký một chút. Cố gắng. Cái này là bị lần 2. Chúng ta điều trị khó hơn. Còn 3 huyệt nữa. Ế phong thì ế phong này rất là đau. Chúng ta cố gắng là hít sâu nào. Giữ vào đây. Con nha thì bố mẹ đưa đi học là một điều rất xấu hổ. Thế là thể hiện là không tự lập. Con cái là đi bộ đi học hết. Học
trường nào cũng đúng trường nào, chả phải trường này là tốt hơn trường kia tốt hơn. Có chân lên à? Chân ở đâu? Ở chân thì chúng ta dùng huyệt là trúc tâm lý. Ừ. Ở trúc tâm lý thì nó có cái hay ở chỗ là nó là kinh dương minh vị. Thở ra nào, thở từ từ ra nào. Khi chúng ta dùng huyệt để bổ, chúng ta dùng phương pháp này, bổ thở ra. Trẻ con nó cứ tụ 10 độ, âm 10 độ mà nó cứ đi đến trường bình thường. Không cần phải bố mẹ đưa đi học. Chúng ta ngồi dậy, ta là việc phong môn. Cúi xuống đi nào. Đấy, cúi xuống. Cúi xuống nào. 1 2 3. Hít sâu rồi. Rồi, như vậy đó là xong của bệnh nhân. Đây là đơn huyệt rất độc đáo và rất hiệu quả. Chúng ta tham khảo phương pháp này. Ít huyệt tầm 6 đến 8 huyệt. Được rồi, đấy ngồi dậy đi nào.